Thưa quý vị và các bạn, vào cuối năm 2019, Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang đã đưa vào triển khai kỹ thuật điều trị ung thư vú, u tuyến giáp bằng phương pháp đốt sóng vi ba hay còn gọi là microwave. Vâng, đây là kỹ thuật mới có nhiều ưu điểm vượt trội, qua đó thì mang lại triển vọng điều trị cho bệnh nhân ung thư trong tỉnh và các khu vực lân cận. Đây là một trong hai ca đầu tiên đốt khối u gan bằng vi sóng tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Sau khi hội trần, các bác sĩ nhận định khối u không có khả năng nút mạch gan do vị trí ở xa, khó thực hiện can thiệp. Vì vậy quyết định sử dụng phương pháp đốt bằng sóng vi ba để điều trị. Với kỹ thuật này, bác sĩ can thiệp sẽ đưa đầu kim phát vi sóng vào chính giữa khối u gan dưới sự hướng dẫn của máy siêu âm. Các tế bào ung thư sẽ bị phá hủy trực tiếp bởi sóng vi ba. Sau khoảng 1 giờ đốt, khối u đã bị tiêu diệt, hoại tử dần. Rất là may mắn và rất cảm ơn các bác sĩ đã ở trong kia ra làm để các bác sĩ tuyến tỉnh nhiệt tình giúp đỡ để tôi làm cho cái phẫu thuật nó ổn định. Kỹ thuật đốt bằng sóng vi ba là phương pháp điều trị triệt để nhất hiện nay với khối u có kích thước nhỏ dưới 6 cm, có hiệu quả tương đương với phương pháp phẫu thuật. Ưu điểm của kỹ thuật này là bệnh nhân can thiệp không phải gây mê phức tạp, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đồng ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ của khoa chẩn đoán hình ảnh cùng nhóm bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Bệnh viện cũng đã cử kíp đi học ở ngoài viện ca trung ương, thế thì cũng đã tiếp quản kỹ thuật này về, và bây giờ hiện tại là bệnh viện cũng đã triển khai được một số kỹ thuật như đốt u bằng vi sóng đối với tuyến giáp, tuyến vú, thì bệnh viện sẽ triển khai thêm cái khối u lớn như ví dụ như ở gan, ở phổi. Thì nhân dịp này thì cũng mời các chuyên gia ở Chợ Rẫy để về họ chuyển giao thêm, đi sâu hơn về những cái kỹ thuật đốt u lớn hoặc là u ở những vị trí nguy hiểm như gan, phổi. Nếu mà muốn triển khai được tốt hơn á, thì có thể là sẽ cử bác sĩ lên Bệnh viện Chợ Rẫy học trong vòng 3 tháng đó, thì để có thể sử dụng thành thạo hơn, hoặc là sau đó thì các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ xuống chi viện thêm làm những cái ca khó. Kỹ thuật tiên tiến này đã và đang được áp dụng hiệu quả tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây được coi là phương pháp điều trị tối ưu, đem lại hiệu quả cao, cải thiện chất lượng cuộc sống và nối dài sự sống cho người bệnh. Đến nay, ngoài đốt khối u gan bằng vi sóng, Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang đã thực hiện đốt khối u tuyến vú, tuyến giáp bằng vi sóng. Chúng tôi cũng đã có những cái chiến lược phát triển bệnh viện, trong đó là đặc biệt là triển khai những cái kỹ thuật mới, là chúng tôi đã cho khá nhiều các bác sĩ đi học tuyến bệnh viện tuyến trung ương và thậm chí là vào trong Thành phố Hồ Chí Minh học về cái kỹ thuật đốt vi sóng này, và bệnh viện đã áp dụng được những cái kỹ thuật mới này thì đã giúp cho người bệnh có thể không phải ra ngoài tuyến trung ương để điều trị nữa và giảm chi phí cho người bệnh rất là nhiều. Kỹ thuật đốt u bằng sóng vi ba được triển khai tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang sẽ mang đến niềm hy vọng, tạo thêm cơ hội kéo dài sự sống cho những người không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, đồng thời thêm một lần nữa minh chứng cho chủ trương phát triển các kỹ thuật mới của ngành y tế của tỉnh Bắc Giang.